Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng từ kẻ chết sống lại là điều quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Và không có một vị nhân nào, không có một con người nào, không có một vị tổng thống nào mà từ kẻ chết sống lại. Chỉ có Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài là đấng đã phục sinh và Ngài sống lại đời đời. Amen. Và lời của Chúa Giêsu Ngài phán rằng chúng ta không thể nào cho người khác điều mà chúng ta không có. Amen. Có nhiều người thì họ suy nghĩ rằng ôi tôn giáo nào cũng vậy, tôn giáo nào cũng dạy con người ta làm lành lánh dữ, làm điều tốt và bỏ điều xấu. Đó là cái luật pháp, hay là nói về cái lời giáo huấn của con người. Nhưng mà không có một đấng nào, không có một giáo chủ nào như Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Ngài đã từ kẻ chết sống lại và Ngài đã hứa với chúng ta rằng khi chúng ta tin nhận Ngài thì Ngài cho chúng ta sự sống đời đời ở trên thiên đàng với Ngài. Đó là điều quý báu, quan trọng, đó là điều hết sức là phước hạnh cho những người tin nhận Ngài, hầu việc Ngài và bước đi theo Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Như tôi đã đọc ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 20, tôi xin phép được chia sẻ câu số 19. Buổi chiều nọ ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa ở nơi các môn đồ ở đều đương đóng vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giêsu đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Amen. Cảm tạ Chúa. Chúng thấy tại đây các môn đồ của Chúa, họ sợ hãi, họ bất an, họ lo lắng, mặc dù họ cũng đang thờ phượng Chúa, mặc dù họ có tấm lòng khao khát Chúa, nhưng vì cớ điều mắt họ thấy khiến cho họ sợ hãi, điều mà họ chứng kiến làm cho họ mất đức tin, làm cho họ bất an, làm cho họ rất là lo lắng. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã từ kẻ chết sống lại, Ngài đã hiện ra tại nơi phòng nhóm của các môn đồ của Chúa, và Chúa Giêsu Ngài phán rằng: bình an cho các ngươi. Tôi cầu xin Chúa giúp đỡ buổi tối ngày hôm nay, tất cả mọi cánh cửa sợ hãi trên đời sống của tôi và anh chị em phải tháo tung ra. Amen. Amen. Tất cả mọi cánh cửa của sự hiếu hốn, tất cả mọi cánh cửa của bệnh tật, tất cả mọi điều gì nó đang đóng chặt trên đời sống tôi và anh chị em, trong quyền năng Đức Thánh Linh tôi công bố nó phải tháo tung ra vì Chúa Giêsu chúng ta đã sống lại rồi. Amen. Cảm tạ Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Và chúng thấy tại đây, đoạn Ngài đã giơ tay vào sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Cảm ơn Chúa. Tôi xin Chúa giúp đỡ để rồi mỗi người chúng ta đều gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta đầy dẫy sự vui mừng. Cảm ơn Chúa. Nếu không có Chúa Giêsu trong cuộc đời này, nếu không có Chúa Giêsu phục sinh trong đời sống của chúng ta, thì khó lắm mà chúng ta vui mừng trong nghịch cảnh. Yeah. Khó lắm mà chúng ta vui mừng trong nan đề. Khó lắm mà chúng ta vui mừng trong những cái sự tổn thương. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng nói là những môn đồ của Chúa, khi mà họ đã gặp gỡ Chúa một cách riêng tư rồi, họ rất là vui mừng và họ rất là tích cực. Amen. Amen. Đến mức độ sứ đồ Phaolô ông nói rằng: tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, và sự nhận biết của Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết, vì Ngài là Chúa tôi. Vì tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều. Cảm tạ Chúa. Khi một người mà đã gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, đã gặp gỡ Đức Chúa Giêsu là đấng sống trên đời sống của họ, trên gia đình của họ, thì chúng thấy là họ rất là vui mừng. Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục suy gẫm về những sự Chúa Giêsu đã phục sinh. Amen. Cô Mỹ Hiền đã chia sẻ và cho chúng ta biết được rằng quả thật như vậy. Đức Chúa Giêsu Ngài chết, Ngài không chết luôn, nhưng Ngài đã sống lại. Và nhân danh Chúa Giêsu Christ buổi tối hôm nay,
chúng ta cũng công bố rằng tất cả các nan đề nào trên đời sống chúng ta đã bị chết đi phải được sống lại trong quyền năng của Chúa Giêsu. Amen. Và nhân danh Chúa Giêsu chúng ta công bố rằng các môn đồ thì các cửa đóng lại, mà đóng lại đó là không nằm trong ý muốn của Chúa. Amen. Chúa muốn mở cửa trong chúng ta, hãy nhờ ơn Chúa mà mở toang cánh cửa đức tin của chúng ta, mở toang cánh cửa lòng của chúng ta, mở toang tất cả cánh cửa phước hạnh để chúng ta đón nhận những điều tuyệt vời mà từ Đức Chúa Trời ban trên đời sống của mình. Amen. Và cảm tạ ơn Chúa, buổi tối hôm nay một lần nữa tôi nói với tất cả quý vị rằng chúng ta đang học về chủ đề của đức tin. Đức tin đó là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Amen. Đức tin đó là hãy tin rằng Chúa Giêsu ngài phán rằng ngài phải bị chết vì kẻ có tội. Và chúng ta cần phải tin tới một điều đó là ngài phải đắc thắng sự chết, ngài đắc thắng âm phủ để ngài sống lại trong sự vinh quang. Và Đức Chúa Giêsu ngài muốn bảo cho chúng ta biết điều đó. Và các môn đồ thì đang sợ hãi, đang bối rối, các cửa thì đang đóng lại. Buổi chiều độ ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Tại sao họ sợ dân Giu-đa? Vì dân Giu-đa là dân họ muốn đã giết được Chúa Giê-xu, mà họ thề nguyện rằng họ còn giết luôn những người nào đi theo được Chúa Giê-xu nữa. Đây là cái những điều mà làm cho thách thức đức tin của họ và làm cho họ sợ hãi, và họ muốn bỏ cuộc, họ muốn thối lui và họ không muốn trường ra, đâm ra họ đóng cửa lại. Như vậy buổi tối hôm nay những người đang nghe của chương trình này, bao nhiêu người trong chúng ta đang sợ một vấn đề gì? Cái lĩnh vực nào làm cho chúng ta, cửa lòng chúng ta bị đóng lại? Tại sao chúng ta không dám giao tiếp với người khác? Tại sao chúng ta không dám chia sẻ cho người khác? Tại sao chúng ta có những cái sự sợ hãi đóng cửa lòng, đóng cái tâm trí, rồi chúng ta đóng những cái sự suy nghĩ của chúng ta, luôn luôn có những điều gọi là đóng cửa lại và không dám mở ra? Nhờ ơn Chúa buổi tối hôm nay tôi muốn chia sẻ điều này, khích lệ mỗi người trong chúng ta là những người đang có mặt tại đây, làm nhân danh Chúa Giêsu chúng ta công bố rằng cái gì nó đang trói buộc của chúng ta, cái gì mà lòng chúng ta đang bị trói, cái cánh cửa nào đang siết chặt lại, hãy mở toang buổi tối hôm nay ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy mở toang cánh cửa đó ra để rồi mỗi một người trong chúng ta kinh nghiệm những điều phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Giêsu đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng bình an cho các người. Như vậy Đức Chúa Giêsu khi ngài xuất hiện, cái câu đầu tiên ngài muốn nói cho các môn đệ là bình an cho các người. Amen. Buổi tối hôm nay mỗi một người trong chúng ta là những người đang nghe qua chương trình buổi tối hôm nay, chúng ta cần phải biết rằng Đức Chúa Giêsu ngài luôn luôn đứng cạnh chúng ta khi mà chúng ta đang gặp những khó khăn và thử thách, khi chúng ta đang gặp những nan đề, dù cửa chúng ta có đóng, lòng chúng ta có đóng, tư tưởng chúng ta có đóng, những suy nghĩ chúng ta có đóng đi nữa, nhưng mà Chúa Giêsu ngài vẫn đứng bên cạnh để ngài muốn nói với chúng ta một câu rằng bình an cho các người. Amen. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay muốn kinh nghiệm sự bình an từ nơi Chúa? Bao nhiêu người muốn kinh nghiệm sự bình an từ nơi Chúa? Amen. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa và công bố rằng Chúa ơi, ngài ban bình an trên đời sống của con. Amen. Chính ngài là đấng sẽ đến ban bình an trên cuộc đời của con. Như hồi nãy chúng ta biết rằng cái mạng internet rất là yếu và làm cho chúng ta bị chặt tới chặt lui, và chính tôi cũng mất đi cái sự bình an thật sự trong lòng. Và tôi cầu nguyện với Chúa và Chúa bảo tôi là tắt cái đường internet và mở 3G lên. Và tạ ơn Chúa tôi đã làm. Cho nên trong giờ này tôi thấy mạng bắt đầu có sự ổn định. Cho nên anh chị em có thể muốn kinh nghiệm với sự bình an và cần chia sẻ sự bình an bằng cách là anh chị em chia sẻ cái chương trình này để cho những người hồi nãy vào. Hồi nãy thì có 80 người đã vào rồi, nhưng vì cái mạng internet đã bị trục trặc cho nên họ đã ra khỏi. Bây giờ chỉ còn lại có 40 mấy người. Nên anh chị em có thể chia sẻ cho mọi người kiến là mình chia sẻ sự bình an, chia sẻ lời của Đức Chúa Trời, chia sẻ niềm vui cho những người khác nữa bằng cách là mình bấm chỗ share hay là chia sẻ. Chúng ta chia sẻ cho những người khác, họ cùng nghe và theo dõi. Họ tưởng rằng chương trình buổi tối hôm nay đã bị chấm dứt rồi. Ma quỷ là muốn làm cho chúng ta bị gián đoạn. Ma quỷ là muốn làm cho chúng ta sợ hãi.
và ma quỷ muốn chúng ta bỏ cuộc. Nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu buổi tối hôm nay chúng ta công bố rằng chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Amen. Amen. Và Chúa muốn mỗi người trong chúng ta hãy bước đi trong sự đắc thắng ở trong danh Chúa Giêsu. Chúa giúp đỡ cho chúng ta đắc thắng ở trong danh Chúa Giêsu để mỗi người trong chúng ta hãy kinh nghiệm điều đó. Và Chúa Giêsu ngày đến, ngày phán một câu là bình an cho các người. Nói đoạn, ngài giơ tay vào sườn cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy ngài thì đầy sự mừng rỡ. Bao nhiêu người của tối hôm nay muốn kinh nghiệm sự vui mừng? Bao nhiêu người muốn kinh nghiệm sự mừng rỡ? Hãy khao khát, Chúa ơi, cho con gặp ngài một cách sống động. Amen. Chúa ơi, cho con gặp được một đấng phục sinh trên đời sống của con. Cho con kinh nghiệm đấng phục sinh trên đời sống của con, Chúa ơi. Con muốn kinh nghiệm một đấng phục sinh đó để rồi đời sống con không còn ở trong sự lo sợ, không còn ở trong sự bất an, không còn ở trong sự nhút nhát nữa, mà con bắt đầu bước vào trong sự bình an trọn vẹn từ nơi Chúa. Chúa yêu mỗi người trong chúng ta. Chúa muốn cho mỗi người trong chúng ta kinh nghiệm sự bình an lạ lùng từ nơi ngài. Chúa muốn mỗi người trong chúng ta hãy đón nhận sự vui mừng, sự bình an từ nơi Chúa ban trên đời sống của chúng ta. Và sau khi mà đã nhận được sự bình an, đã gặp được đấng phục sinh rồi, họ làm gì? Cố Hiền sẽ chia sẻ cho chúng ta biết rằng ngài sai họ làm gì để chúng ta được khích lệ, để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng ấy chẳng phải chúng ta chọn ngài, bèn là ngài đã chọn là lập chúng ta để cho chúng ta đi vào kết quả. Cố Hiền sẽ chia sẻ cái chỗ mà ngài sẽ kêu gọi các môn đồ ra đi tiếp tục. Amen. Dạ. Cảm ơn Chúa. Lệ lưu gia. À, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngài phục sinh, ngài hiện ra cho các môn đồ, ngài ban bình an cho họ. Và ngài muốn các môn đồ của Chúa đem sự bình an mà ngài ban cho họ ảnh hưởng đến nhiều người đang bị bất an và sầu khổ. Amen. À, câu số 21, ngài lại phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Amen. Đức Chúa Giêsu ngài phục sinh để rồi ngài sai các môn đồ của ngài ra làm chứng nhân cho Chúa. Amen. Và buổi tối ngày hôm nay ngài cũng muốn sai tôi và anh chị em hãy đem tình yêu của ngài cho thế giới này. Amen. Có những người đang bên cạnh chúng ta, họ rất là bất an, họ rất là hoang mang, họ rất là tuyệt vọng, cần đến sự bình an thật, cần đến sự bình an từ Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu ngài phán rằng sự bình an của ngài cho không phải như thế gian. Lòng của các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Cái sự bình an của thế gian cho là sự bình an ở trong lúc thuận lợi, ở trong lúc có điều kiện tốt, ở trong lúc có việc làm ổn định, ở trong lúc gia đình hạnh phúc, ở trong lúc con cái ngoan ngoãn. Nhưng mà sự bình an của Chúa cho là một sự bình an vui mừng ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Sự bình an của Chúa cho là sự bình an vượt trên nan đề, vượt trên hoàn cảnh. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Và Chúa Giêsu ngài nói rằng: Cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Đức Chúa Trời ngài đã sai Đức Chúa Giêsu và ngài đã ban quyền năng cho Đức Chúa Giêsu. Ngài đã sức dầu một cách quyền năng và đầy tươi mới cho Chúa Giêsu thể nào thì Chúa Giêsu ngài cũng muốn truyền đạt, ngài cũng muốn hà hơi, ngài cũng muốn sức dầu quyền năng của ngài cho những người ngài kêu gọi và sai đi. Amen. Cho nên lời của Chúa ngài phán với chúng ta rằng: nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Kính thưa các đầy tớ và con cái của Chúa, chúng ta biết rằng hầu việc Chúa là một cái chức vụ rất là quý báu. Hầu việc Chúa là một cái chức vụ thật là lớn lao, mà trên trần thế này, trong trần gian này không có một cái chức vụ nào quý giá bằng người hầu việc Chúa. Lý do đó Chúa Giêsu ngài nói rằng: Cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Tôi cầu nguyện để rồi lòng tôi và các đầy tớ và con cái của Chúa, chúng ta hãy mạnh mẽ, chúng ta hãy can đảm và chúng ta hãy kêu danh của Chúa dù gặp thời hay là không gặp thời. Amen. Có rất là nhiều người đang cần coi vọng bà chị em nói về tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa vì qua chương trình này Chúa cũng đã đụng chạm nhiều người chưa tin Chúa. Họ đã cầu nguyện tin Chúa qua điện thoại với chúng tôi. Cảm ơn Chúa qua chương trình này thì Chúa cũng đã cho những con cái Chúa, những người bỏ qua sự nhóm lại rất là lâu,
họ nghe lời Chúa, họ được đụng chạm bởi quyền năng của Chúa và họ đã trở lại để thờ cùng Chúa. Và tôi tin chắc rằng đêm hôm nay là đêm mà Ngài muốn ban quyền năng cho tôi và ông bà cho em một cách đầy tươi mới. Amen. Chúa Giêsu Ngài nói rằng Cha đã sai ta thể nào thì ta đã thì ta sẽ sai các ngươi thể ấy. Cảm tạ Chúa. Chúa Giêsu Ngài nói rằng con cáo thì có hang, chim trời thì có tổ, nhưng mà con người thì không có chỗ gối đầu. Chúa Giêsu Ngài sanh ra đời không có một mảnh vải che thân, nhưng mà chúng thấy là cái sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trên chức vụ của Chúa Giêsu trong quá trình mà Đức Chúa Giêsu Ngài phục vụ, hầu việc, giảng đạo, truyền giáo khắp nơi, Chúa Giêsu của chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài cung ứng và Đức Chúa Trời Ngài sắm sẵn những người rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Và những gì mà Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giêsu thì Ngài nói rằng Ngài cũng muốn làm cho đời sống tôi và anh chị em. Amen. Lý do đó tôi cầu xin Chúa giúp đỡ và nâng đỡ các đầy tớ của Chúa là những người đang hầu việc Chúa trong những hoàn cảnh chúng ta đang đối diện thật là khó khăn cho người hầu việc Chúa. Chiều hôm nay thì có những người hầu việc Chúa, những người đang tranh bày, họ gọi điện thoại cho tôi và họ nói rằng ôi tôi nhớ bài chiên quá, tôi nhớ người mà tôi chăm quá, mà làm sao để mà tôi có thể đến thăm họ được. Có những cái sự ngăn trở mà tôi chỉ nói chuyện với họ là qua điện thoại thôi, chứ tôi không thể nào gặp gỡ họ và nhóm chung với họ. Nhưng ngày xưa bây giờ tôi rất là nhớ. Và tôi cũng đã dùng lời Chúa để khích lệ các đầy tớ của Chúa rằng hãy tiếp tục cầu nguyện. Amen. Amen. Hãy tiếp tục cầu nguyện, hãy tiếp tục cô men. Và thời điểm Chúa cho gặp là thời điểm của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cho nên tôi cũng khuyên tất cả những con cái của Chúa và các đầy tớ của Chúa có cơ hội nhóm lại với hội thánh của Chúa là điều phước đó. Amen. Qua những cái biến cố này chúng ta là được nhóm chung với nhau, đó là sự phước hạnh. Amen. Được nhóm chung với nhau đó là sự hạnh phúc. Cảm ơn Chúa. Chứ thấy khi mà được tự do nhóm lại những ngày trước kia đó thì nhiều lúc mình năn nỉ, gọi điện thoại rồi nhắc nhở, nhiều khi không muốn đi. Nhưng mà ngày hôm nay ngưng khoảng một tháng rồi không được nhóm chung, không được thờ phượng Chúa chung, cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy vắng lặng và cảm thấy một cái sự khao khát để thờ phượng Chúa chung với hội thánh mà chưa được. Cho nên tôi tin chắc rằng trong thời điểm này là thời điểm mà Chúa đang cho chúng ta trải nghiệm được những cái giờ phút gần gũi với anh em mình, những giờ phút thờ phượng Chúa chung với hội thánh, đó là những giờ phút thật sự là quan trọng, thật sự là phước hạnh. Lý do đó mọi người ơi, chúng ta hãy tận hiến, chúng ta hãy tranh thủ và chúng ta hãy trả giá trong những cái giờ phút chúng ta được thờ phượng Chúa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. À, cảm tạ Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ mọi người trong chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời Chúa qua đề tớ của Ngài. Amen. Câu số 21, Ngài lại phán cùng môn đồ rằng bình an cho các ngươi, Cha ta đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Buổi tối hôm nay nhân danh Chúa Giêsu chúng ta công bố rằng Chúa Giêsu Ngài đã từng phán rằng Cha ta đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Trong danh Đức Chúa Giêsu công bố rằng Chúa ơi, Đức Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu vào trần thế này để cứu vớt những con người đang lầm than, để cứu vớt những con người đang tội lỗi, để cứu vớt những con người mà đang lạc lòi thế nào, thì cũng công bố rằng Ngài cũng làm điều đó cho chính bản thân của chúng con. Lại Chúa Giêsu, Cha Ngài sai Ngài thế nào, xin Chúa Ngài cũng sai con thể ấy, để chúng con có thể nhờ ơn Chúa mà ra đi khắp mọi nơi giảng tin lành cho mọi người. Tạ ơn Đức Chúa Trời, khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng hãy nhận lấy Đức Thánh Linh. Một đời sống hầu vì Chúa mà nếu không có sự đổ đầy của Đức Thánh Linh, nếu đời sống hầu vì Chúa mà không có sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, một sự hầu vì Chúa mà quyền năng của Đức Thánh Linh, thì thật là khó cho người hầu việc Ngài. Cho nên Chúa Giêsu Ngài mới thấy được rằng cái tầm quan trọng của người muốn hầu việc Chúa là người đó phải nhận lấy Đức Thánh Linh trên đời sống của mình. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay khao khát rằng con sẽ là người đầy dạy Đức Thánh Linh? Bao nhiêu người khao khát điều đó?
Bao nhiêu người mong muốn rằng con sẽ là người đầy dẫy trong Đức Thánh Linh. Giơ tay tôi xem nào. Quý vị ơi, Chúa muốn cho mọi người trong chúng ta biết rằng việc đầy dẫy Đức Thánh Linh đó là mạng lệnh của Chúa. Chúa bảo rằng đừng say rượu vì rượu xua chó luôn tuồn, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và Chúa cho chúng ta biết rằng bởi cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết điều mình xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng mà Đức Thánh Linh lấy những sự thở than không thể nói ra được để mà cầu nguyện thế cho chúng ta, cầu thay cho chúng ta. Cho nên nhờ ơn Chúa, buổi tối hôm nay hãy khao khát: Chúa ơi, con mong muốn con được đầy dẫy trong Đức Thánh Linh của Chúa. Con đầy dẫy trong Đức Thánh Linh của Chúa vì Chúa Giêsu Ngài biết rằng tầm quan trọng của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh là quan trọng. Cho nên Ngài đến, Ngài bảo rằng hãy nhận lại Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì kẻ đó sẽ bị cầm. Nên Chúa cho chúng ta có quy quyền. Nếu chúng ta nhân danh Chúa chúng ta trói buộc dưới đất thì trên trời cũng sẽ trói. Mà nếu chúng ta mở ở dưới đất thì trên trời cũng sẽ mở. Và tại đây Chúa nói là người nào mà chúng ta nhân danh mà Chúa mà tha tội thì người đó sẽ được tha, mà người nào cầm lại thì người đó sẽ bị cầm. Đó là lời Kinh Thánh được chép ở trong sách Giăng đoạn 20 câu số 23 vậy. Nên nhờ ơn Chúa, tôi muốn khích lệ tất cả mọi người đang có mặt buổi tối hôm nay, khi nghe lời của Đức Chúa Trời, xin Chúa giúp cho chúng ta đừng cầm giữ cái lòng cay đắng, đừng cầm giữ cái sự hận thù, đừng cầm giữ những cái sự mà tổn thương. Hãy nhờ ơn Chúa mở toàn cánh cửa lòng ra đi. Hãy nhân danh Chúa Giêsu mà mở toàn những cái cánh cửa của sự tổn thương, cái cánh cửa của sự bất an, cái cánh cửa của sự hận thù ra đi. Chúng ta đừng giữ lại, vì người nào giữ những sự hận thù thì chính không khác nào chúng ta ôm lấy cái sự đau đớn, ôm lấy cái quả mìn nổ chậm trên đời sống của chúng ta. Hãy nhờ ơn Chúa tha thứ ra đi, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an trọn vẹn từ nơi Chúa. Amen không? Bao nhiêu người buổi tối hôm nay quyết định rằng con sẽ tha thứ cho những người làm tổn thương con? Quý vị cùng nói amen, hoặc là quý vị đưa một cái dấu hay là sao cho tôi biết rằng quý vị là người đang theo dõi thật sự, quý vị là người thật sự quyết định tha thứ cho người khác. Chúa đang hiện diện tại đây. Chúa muốn lắng nghe từng lời cầu nguyện của tôi và anh chị em. Hãy nhờ ơn Chúa quyết định tha thứ, quyết định bỏ qua những sự tổn thương, bỏ qua những sự cay đắng, bỏ qua những cái điều gì làm ảnh hưởng trên đời sống của mình, để rồi chính chúng ta biết rằng lúc chúng ta tha thứ cho người khác là lúc chúng ta thứ tha cho bản thân của mình. Mình tha thứ cho người khác là mình làm ơn cho chính bản thân của mình vậy. Và Đức Chúa Giêsu đến thì Thomas, tức là Didim, là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói rằng chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay ta vào chỗ có dấu đinh, nếu ta không đặt tay vào sườn Ngài thì ta không tin. Ông Thomas là một con người đa nghi. Ông không tin. Ông bảo rằng ông thấy thì ông mới tin. Mà tôi hỏi bạn cho em là đã thấy rồi còn gì để mà tin? Và trong khi đó, trong sách Hebrew đoạn 11 câu số 1 đã chứng minh cho chúng ta biết rằng đức tin á, là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình không có xem thấy. Cái đức tin là điều giúp cho chúng ta nhận lãnh những cái điều phước hạnh từ đằng xa. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay dám dùng đức tin của mình để nhận lãnh phước hạnh từ đằng xa nào? Bao nhiêu người buổi tối hôm nay có thể nhờ ơn Chúa mà mở cái cửa đức tin của mình ra và công bố rằng: Chúa ơi, con là người được phước, con là người được kết quả cho Chúa, con là người sẽ được Chúa dùng, con sẽ là người mà như lời Kinh Thánh chép vậy, như lời Kinh Thánh chép vậy. Chúng ta có thể lấy đức tin để nhận lãnh những điều phước hạnh từ nơi Chúa buổi tối hôm nay không? Bao nhiêu người sẽ khao khát rằng: Chúa ơi, con nhờ ơn Chúa, con không có nghi ngờ. Vì Kinh Thánh Chúa nói là kẻ nghi ngờ giống như sóng biển. Kẻ nghi ngờ giống như sóng biển, đưa đi đây, đưa đi đó, đẩy vô, rồi đẩy ra.
Và người như thế là sẽ tưởng rằng mình sẽ nhận lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm điều gì cũng không có định trọn, nó không có định được. Nên nhờ ơn Chúa buổi tối hôm nay, chúng ta quyết định là không còn nghi ngờ giống như là đi đêm tại đây, không còn nghi ngờ giống như là ông Thomas tại đây. Thomas hay là đi đêm cũng là một tên đó. Chúng ta biết rằng nghi ngờ là làm buồn lòng Chúa. Kẻ đến gần ta, thầy phải tin rằng có ta. Kẻ đến gần Đức Chúa Trời thì phải tin rằng có Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Và chúng ta biết rằng ở trong sách Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu số 7 cho chúng ta biết rằng vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Kinh Thánh nào, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Chúng ta là những người đang đi với Chúa là đi trong đức tin. Và người công bình sẽ cậy đức tin mình mà sống. Thomas thì muốn rằng con thấy được thì con mới tin. Nhưng mà bữa tối hôm nay lời của Chúa một lần nữa nhắc nhở mọi người trong chúng ta là con tin rồi con sẽ thấy. Nhiều người bảo rằng con nhận rồi con mới tin, con nhận được cái gì đó rồi con mới tin. Nhưng bữa tối hôm nay Chúa muốn nói với quý vị rằng khi mà quý vị tin thì quý vị sẽ nhận lãnh được. Tin, chúng ta tin vào quyền năng của Chúa thì mình sẽ nhận được quyền năng của Ngài. Chúng ta tin rằng Chúa ơi, Ngài sẽ biến đổi cuộc đời con, thì chính từ chúng ta sẽ kinh nghiệm sự biến đổi lạ lùng từ nơi Chúa. Hãy nhờ ơn Chúa buổi tối hôm nay, Chúa bảo mọi người trong chúng ta là hãy dùng đức tin để rồi ăn lấy, nhận lấy gia tài từ nơi Chúa. Amen. Lời của Chúa được chép ở trong sách Roma. Chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời trong sách Roma ở đoạn 1 Kinh Thánh chép như sau: thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gê-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Chúng ta là người tin, chúng ta được kể là người công bình, và đức tin dẫn đến đức tin, chứ không phải là đức tin dẫn chúng ta đến chỗ vô tín. Nhưng mà đức tin dẫn chúng ta đến đức tin. Amen. Và Kinh Thánh bảo rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin của mình. Người công bình sẽ cậy đức tin mà sống. Hỡi tất cả ông bà anh chị em yêu dấu của chúng ta buổi tối hôm nay, nhân danh Đức Chúa Giêsu tôi công bố rằng nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người khao khát mình sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người mong muốn rằng mình sẽ nhờ ơn Chúa nhận lãnh những điều mà tốt đẹp từ nơi Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa ơi, Ngài đang làm những phép lạ cho con. Và Chúa ơi, Ngài đang làm và Ngài đã làm và Ngài còn tiếp tục làm những sự lạ lùng cho con. Thì ngay trong giờ này nếu quý vị lấy đức tin, quý vị mở lòng ra, quý vị và tôi sẽ nhận lãnh những được điều đó. Amen. Đừng tin, đừng có cứng lòng. Chúng ta đừng có cứng lòng, nhưng mà nhờ ơn Chúa hãy tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đã cứu chuộc mỗi người trong chúng ta, Ngài đã tha thứ tội cho chúng ta, và Ngài có một chương trình tốt lành trên mỗi người trong chúng ta. Hãy tin rằng những điều đó, Chúa muốn làm điều đó cho mỗi đời sống chúng ta. Và nhân danh Đức Chúa Giêsu ngay trong giờ này, chúng ta biết rằng Thomas, ông ấy đã không tin, cho nên ông ấy đã chạy trốn, ông ấy đã nghi ngờ. Và Chúa nói như thế này: cách 8 ngày sau, các môn đồ lại nhốn trong nhà, có Thomas ở đó. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giêsu đến, đứng giữa các môn đồ và rằng: bình an cho các ngươi. Một lần nữa cho chúng ta biết rằng các môn đồ thì sợ hãi, họ đang đóng chặt cánh cửa, họ nghĩ là cánh cửa của họ đóng chặt là an toàn rồi. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã từ cõi chết sống lại á, các cánh cửa không là quan trọng đối với Ngài nữa. Ngài là mặc lấy một thân thể vinh hiển, Ngài có thể đi xuyên qua cánh cửa. Đức Chúa Giêsu Ngài có thể, Ngài sống lại là một đời sống, cái thân thể của Ngài là thân thể vinh hiển. Ngài không bị giới hạn với thời gian và không gian, Ngài không bị giới hạn với điều gì cả, dù cửa có đóng Ngài cũng đi xuyên vào. Và tạ ơn Chúa buổi tối hôm nay, tôi cũng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ tôi khao khát rằng
chỗ nào chúng ta vô tín, chỗ nào chúng ta không tin, chỗ nào chúng ta thiếu đức tin, thì lại Chúa trong giờ này xin Ngài đi xuyên qua chỗ đó giùm con. Xin Ngài đi xuyên qua chỗ đó giùm con. Ngài sẽ làm một cách lạ lùng trên đời sống của con, để rồi Ngài bước vào. Nhưng bước vào cái câu đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói với họ một lần, đó là bình an cho các người. Buổi tối hôm nay tôi muốn hỏi quý vị là những người đang nghe qua chương trình buổi tối hôm nay, bao nhiêu người trong mỗi người trong chúng ta đang bị bất an trong mùa Covid này? Cái mùa mà Covid-19 này làm cho nhiều người đang bị bất an, nhiều người đang bị lo lắng, nhiều người đang bị sợ hãi, và nhiều người đang bị đóng cửa. Và có nhiều điều làm cho chúng ta cảm thấy bị bất lực trong những ngày như thế này. Nhưng mà trong giờ này tôi công bố rằng Chúa của sự bình an vẫn còn ở với chúng ta. Chúa của phục sinh đã đắc thắng sự chết rồi. Chúa của phục sinh, Ngài đã phá tan phần mộ rồi. Và Chúa phục sinh đang luôn luôn lắng tai nghe từng lời cầu nguyện của tôi và anh chị em. Chúa phục sinh vẫn còn làm phép lạ trên mỗi người trong chúng ta. Cho nên nhờ ơn Chúa, hỡi tất cả anh chị em yêu dấu, buổi tối hôm nay chúng ta công bố rằng Ngài đến, Ngài phán là bình an cho các người. Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi rợ và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng nói là chớ cứng lòng. Chớ cứng lòng. Chúng ta nói cho chính mình, chớ cứng lòng phòng người. Hay là chúng ta nói cho người bên cạnh rằng chớ cứng lòng, xong hãy tin. Đừng có cứng lòng nữa. Nhiều lúc chúng ta đã cứng lòng với Chúa nhiều rồi. Chúng ta đã cứng lòng với Chúa nhiều cách rồi. Và chúng ta đã cứng lòng và chúng ta đã làm cho Chúa không vui. Và buổi tối hôm nay Chúa nói với đời sống Thô-ma, và Chúa cũng muốn nói với mỗi người trong chúng ta là chớ cứng lòng, xong hãy tin. Chúng ta cùng nói là chớ cứng lòng, xong hãy tin. Chúa muốn làm điều gì đó trên mỗi người trong chúng ta buổi tối hôm nay. Nhờ ơn Chúa mà chúng ta đắc thắng những cái sự sợ hãi, đắc thắng những sự cứng lòng, đắc thắng những cái điều gì đó làm cho chúng ta cảm thấy bị bất an và lo sợ. Xong hãy tin Đức Chúa Giêsu, Ngài là con của Đức Chúa Trời. Hãy tin rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Hãy tin rằng Ngài đã phá tan địa ngục. Hãy tin rằng cửa âm phủ không giữ được Ngài. Và Chúa Giêsu, Ngài đã sống lại. Ngài đã sống lại trong sự vinh quang. Ngài đã sống trong sự đắc thắng. Ngài đã sống trong sự khải hoàn. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài đang sống động với mỗi người trong chúng ta đang có mặt buổi tối hôm nay. Chúa Giêsu, Ngài là đấng sống. Ngài không chết đâu. Ngài chết đi và Ngài đã sống lại trong sự vinh quang rồi. Hãy tin vào Chúa một cách hết lòng. Và cảm ơn Chúa. Thô-ma thưa rằng: lạy Chúa, tôi là Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giêsu phán: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Vì ngươi thấy ta cho nên ngươi tin. Vì ngươi thấy một điều gì đó cho nên ngươi tin. Nhưng mà phước thay cho những người nào chưa từng thấy Chúa Giêsu mà đã tin rằng có Ngài. Chúng ta chưa thấy những cái điều mà Chúa sẽ làm lạ lùng cho chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy tin rằng Chúa ơi, Ngài đang sống cho chúng con một thiên đàng vinh hiển. Con tin chắc rằng một thiên đàng vinh hiển đang để dành sẵn cho con. Hãy có đức tin đơn sơ rằng: Chúa ơi, tất cả những gì con không làm được thì Ngài đã làm cho con tại thập tự giá rồi. Và hãy cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu chúng ta, Ngài đã sống, cho nên Ngài muốn cho chúng ta tin cậy nơi Ngài một cách trọn vẹn, tin Ngài một cách hết lòng, đừng chút nghi ngờ nào cả anh chị em ơi. Amen. Hallelujah. Khi mà chúng ta nghi ngờ, Chúa nói là nghi ngờ thì giống như sóng biển. Nghi ngờ thì là không đẹp lòng Chúa. Nghi ngờ là làm buồn lòng Chúa rồi. Nhưng mà tin là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái đức tin của chúng ta rất chi là quan trọng. Tôi đọc lời của Đức Chúa Trời cho quý vị nghe. Lời của Chúa được chép ở trong Giăng Nhất đoạn 1 câu số 19 như sau, để mỗi người trong chúng ta hết lòng
tin cậy nơi lời của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người trong chúng ta. Cảm tạ Chúa, dân nhất đoạn 4 câu số 19, dân nhất đoạn 4 câu 19 được chép như thế, câu 18 và 19. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương. Sự yêu thương trọn vẹn thì cất điều sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt. Kẻ sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Amen. Hãy tin rằng Chúa đã yêu chúng ta trước. Hãy tin rằng ở trong sự yêu thương thì không có sự sợ hãi ở trong đó. Hãy tin rằng Chúa luôn luôn có một chương trình tốt lành trọn vẹn trên mỗi người trong chúng ta. Kinh Thánh bảo rằng chúng ta cần phải biết rằng chúng ta đi từ đức tin đến đức tin. Người công bình thì sẽ sống bởi đức tin của mình. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Cho nên nhờ ơn Chúa chúng ta công bố rằng Corona sẽ ra khỏi Việt Nam. Amen. Chúng ta công bố rằng tất cả những dịch lệ sẽ ra khỏi gia đình của chúng ta. Và nhân danh Chúa Giêsu chúng ta công bố rằng hội thánh của Chúa khắp nơi sẽ mở cửa và sẽ có sự nhóm lại, và con dân của Chúa sẽ được tự do đi thờ phượng Chúa như lúc trước. Chúng ta sẽ công bố rằng sau cái mùa dịch này, con cái của Chúa sẽ trở lại đông hơn lúc trước và sẽ được Chúa thăm viếng, được Chúa đụng chạm, và nhiều cuộc đời sẽ tái dâng cuộc đời của mình để phục vụ Chúa trong những ngày tới. Không phải là những cái điều gì đó mà như một số người nghĩ, như một số người sợ hãi. Nhưng buổi tối hôm nay chúng ta công bố rằng Chúa đến để Chúa tiêu diệt sự chết, Chúa đến để Chúa tiêu diệt tất cả những âm phủ, Chúa đến Chúa tiêu diệt tất cả những sự thất bại, Chúa đến Chúa phá tan tất cả những điều kinh khủng, để Chúa đem sự bình an, sự sống động trên mỗi người trong chúng ta. Chúa Giêsu ngài đang hiện diện với chúng ta buổi tối hôm nay. Hãy nhờ ơn Chúa. Và Chúa nói là phước cho những kẻ nào chưa từng thấy mà đã tin vậy. Như vậy khi chúng ta quyết định tin vào Chúa là chúng ta đã có phước rồi. Một số người bảo rằng tôi từ ngày tôi tin Chúa và tôi không có phước gì hết. Tại sao nói vậy? Tại sao bảo là tôi tin Chúa mà tôi không được phước gì? Không có. Kinh Thánh chúng ta bảo rằng khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại là chúng ta đã được phước rồi. Cái phước đầu tiên á là tội chúng ta được tha. Cái phước đầu tiên á là khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu là tội mình đã được tha. Cái phước thứ hai đó là linh hồn chúng ta được sống, không bị ở nơi hỏa ngục. Khi mà chúng ta tin Chúa thật sự như vậy, đời sống chúng ta sẽ được bình an, đời sống chúng ta sẽ có cái tình yêu thương, và chúng ta sẽ có nhiều cái điều mà cái sự phước hạnh mà không giống như thế gian đã từng có. Cho nên tạ ơn Đức Chúa Trời, hãy tin rằng Chúa bảo rằng phước cho những kẻ chẳng từng thấy ta mà đã tin vậy. Buổi tối hôm nay bao nhiêu người công bố rằng con tin vào Chúa? Bao nhiêu người công bố rằng con tin vào Chúa? Con tin chắc rằng Chúa sẽ làm phép lạ cho con và gia đình con. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa đang làm công việc lớn lao cho đất nước Việt Nam của chúng ta? Bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa đang làm những công việc lạ lùng trên hội thánh của Ngài tại Việt Nam? Từ trước đến giờ thì người ta bảo rằng hội thánh tư gia ở Việt Nam chưa có hội thánh nào nhóm đến một con số 1.000. Chưa có hội thánh tư gia nào được 1.000 ở tại Việt Nam. Hội thánh Ân Tứ không có hội thánh nào được 1.000. Nhưng mà chúng ta công bố rằng qua những cái dịch lệ này, lòng người ta trở lại, bắt đầu người ta thấy là của cải là phù du, sức khỏe cũng là tạm thời, tiền bạc cũng là tạm thời, những cái gì bằng cấp, mọi sự trên trần gian này là tạm thời, và tin vào Chúa Giêsu là được sống đời đời, là được sự sống hạnh phúc, họ trở lại thờ phượng Chúa. Tôi công bố rằng trong những ngày tới, Việt Nam chúng ta sẽ có những hội thánh cả hàng ngàn người, hàng ghế, 1.000 ghế, 2.000 ghế, 5.000 ghế và 10.000 ghế ngồi trong những ngày tới ở tại Việt Nam của chúng ta. Amen. Chúa đã làm được điều đó cho đất nước Mỹ. Chúa đã làm điều đó trên đất nước của Hàn Quốc. Và Chúa đã làm điều đó trên đất nước ở Indonesia. Chúa đã làm điều đó tại cho đất nước của Singapore. Thì Ngài cũng sẽ làm điều đó trên đất nước Việt Nam chúng ta trong những ngày tới. Amen. Phước cho những kẻ nào chưa thấy mà tin.
chưa thấy Chúa và đã tin rằng Chúa sẽ làm, Chúa sẽ làm và sẽ làm. Hãy tin chắc rằng Chúa sẽ phục hưng Việt Nam chúng ta. Cả hàng ngàn, hàng triệu người Việt Nam thoát ra cả địa ngục mà trở vào để thờ phượng Đức Chúa Trời trong những ngày tới. Nhiều quán bar, quán rượu sẽ đóng cửa và nhiều nhà thờ sẽ được mọc lên. Nhiều có người sẽ bỏ trong việc bia rượu, nhậu nhẹt, xấu xa tội lỗi mà bắt đầu quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ khao khát rằng Chúa ơi, Ngài sẽ làm điều đó cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con. Chúa yêu mỗi người trong chúng ta. Cho nên buổi tối hôm nay một lần nữa, tôi tuyên bố rằng những con người nào nghe lời Đức Chúa Trời, những con người nào tin vào lời Đức Chúa Trời, những con người nào hành động theo lời Đức Chúa Trời là những con người đó được phước trước mặt Chúa. Cảm tạ Chúa. Kinh Thánh Chúa bảo là cái phước của Chúa nó lạ lùng lắm. Kinh Thánh Chúa nói là phước cho người nào tội mình được tha, lỗi mình được bỏ, đó cũng là cái phước đó. Nên anh chị em ơi, hãy đến với Chúa Giêsu để đón nhận toàn bộ những cái phước hạnh, những cái sự bình an mà Chúa Giêsu đã làm trên mỗi người trong chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không có chép trong sách này. Bởi vì sao? Trong sách Giăng Chúa nói là không thể nào chép được hết tất cả công việc của Chúa. Ở trong đoạn 21 câu số 25 của Giăng chép như thế này: lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm, ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể nào chứa hết sách mà người ta đã chép vậy. Có một cái viết bảo rằng có thể đem tất cả cây ở trên rừng làm bút, và có thể đem tất cả nước biển để làm mực, cũng không thể nào ghi chép hết lại tất cả công việc lạ lùng Chúa Trời dành cho nhân loại này. Không thể nào hết những công việc yêu thương mà Chúa Giêsu đã dành cho mỗi người trong chúng ta. Cho nên tạ ơn Chúa, Chúa làm việc trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng nữa. Hỡi ông bà chị em ơi, Chúa yêu mỗi người trong chúng ta. Amen. Chúa sẽ giúp đỡ cho chồng và con người chị em đó sẽ quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Và bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa sẽ thăm viếng gia đình của mình trong những ngày tới. Bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa sẽ thăm viếng đời sống của chồng, của con quý vị trong những ngày tới. Bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa sẽ thăm viếng vợ và con quý vị trong những ngày tới. Và bao nhiêu người nghe lời của Chúa buổi tối hôm nay và tin chắc rằng gia đình con sẽ không còn ở trong sự khó khăn và thiếu thốn nữa. Bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa sẽ thăm viếng hầu thánh con đang thờ phượng và Chúa sẽ làm phục hưng hầu thánh của con. Bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa ơi, con không còn ở trong một đời sống yếu đuối, nguội lạnh, hâm hẩm nữa, mà con sẽ trở thành người nóng cháy cho Chúa. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay tin chắc rằng Chúa ơi, đời sống con không phải là ở dân, nhưng mà đời sống con sẽ là đời sống kết quả cho Chúa. Bao nhiêu người muốn mình trở thành người kết quả cho Chúa? Bao nhiêu người muốn Chúa dùng đời sống mình để đem sự vinh quang cho Ngài? Buổi tối hôm nay phước cho những người nào chưa thấy mà đã tin Ngài, chưa thấy Chúa làm một việc gì đó mà tin chắc rằng con là người được phước, con là người được Chúa dùng. Đất nước Việt Nam con là đất nước mà Chúa thăm viếng, dân tộc Việt Nam con là dân tộc thờ phượng Đức Chúa Trời. Con tin chắc rằng gia đình con không còn ở trong cảnh nghèo nàn, thiếu thốn, bệnh tật, khổ đau nữa, mà gia đình con sẽ được cấp ra khỏi sự ngủ sạc. Hãy đến với Chúa Giêsu, hãy tin vào Chúa Giêsu, hãy hành động theo lời Chúa Giêsu, chúng ta sẽ đạt được những điều đó. Chúa yêu mỗi người trong chúng ta. Chúa có một chương trình tốt lành trên mỗi người trong chúng ta. Chúa không bao giờ từ chối những điều tốt lành cho những kẻ nào sống đẹp lòng Ngài. Amen. Chúa có một chương trình tốt lành trên mỗi người trong chúng ta. Cho nên tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Ngài phán một lần nữa cho chúng ta rằng phước cho những kẻ chưa từng thấy Ngài mà đã tin Ngài vậy. Phước cho những người nào chưa từng thấy mà đã tin. Đã tin. Chúng ta đã tin, có nghĩa là chúng ta đã nhận lãnh. Đã nhận lãnh, đã đón nhận, đã thừa nhận những cái điều tốt lành, những cái điều tuyệt vời, những cái sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đang làm cho gia đình chúng ta.
đang làm cho bản thân của chúng ta và đang làm cho hội thánh của Ngài, đang làm cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên hỡi anh chị em yêu dấu của tôi buổi tối hôm nay, nhờ ơn Chúa, tôi muốn chia sẻ điều này. Tôi khích lệ cho mỗi người trong chúng ta rằng đừng có quá tập trung vào những cái năng đề để rồi chúng ta bị bất an, sợ hãi, lo âu và nản lòng, bỏ cuộc. Nhưng hãy tập trung vào lời hứa Đức Chúa Trời để chúng ta có một niềm tin trọn vẹn, có một đức tin trọn vẹn để chúng ta ăn được gia tài của Đức Chúa Trời. Cái đức tin rất là quan trọng. Đức tin rất là quan trọng. Quý vị nghe tôi đọc lời của Đức Chúa Trời nói về những anh hùng đức tin, mà chúng ta biết rằng những anh hùng đức tin đó đã để lại cho chúng ta những bài học rất là quý giá mà ngày hôm nay có nhiều người không biết và không nhận lãnh được. Còn một số người đã tin và họ đã nhận được đó, thì chúng ta thấy rằng lời Đức Chúa Trời đem đến sự sống động trên mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta đọc lời Đức Chúa Trời mà chúng ta tin vào lời Đức Chúa Trời thì chúng ta đã được phước rồi. Amen. Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn thứ 11 chép như sau: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thở xưa đã được lời chứng tốt. Amen. Cảm ơn Chúa. Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật đã bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain và được xưng là công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng cho người rằng Ngài nhận lời vật, Ngài nhận lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói. Amen. Đức tin rất là quan trọng trên mỗi người trong chúng ta. Hãy có đức tin nơi Chúa. Bởi đức tin mà Henoch được cất lên và không hề thấy sự chết, và người ta không thấy người nữa. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay công bố rằng Chúa ơi, con khao khát con sống cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, con sẽ được cất lên giống như Henoch vậy. Con không bị chôn mà con được sống lại. Cái thời kỳ mà Chúa Giêsu ngài sống lại đưa tất cả chúng ta lên. Ồ, ước ao ra một ngày nào đó mà chúng ta đang học Kinh Thánh với nhau, đang chia sẻ Kinh Thánh, đang live stream như vậy, đức tin chúng ta đang mạnh mẽ mà Chúa trở lại một cái, wow, chúng ta được cất lên như Henoch ở với Chúa. Tuyệt vời vô cùng quý vị ơi. Amen. Tuyệt vời vô cùng. Cảm ơn Chúa. Người ta còn không thấy người nữa. Cảm ơn Chúa. Và Kinh Thánh chép như thế này: vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên bởi chân, trước khi người được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Vả không có đức tin thì chẳng có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, vì Ngài đã hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Amen. Bởi đức tin Noe mách bảo về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ ăn gia tài, kẻ kế tự của sự công bình bởi đức tin vậy. Hallelujah. Bởi đức tin Abraham vâng lời Đức Chúa Trời để đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Cho nên đức tin rất là quan trọng anh chị em ơi. Hãy mở lòng ra, hãy dùng đức tin mà đón nhận những điều lạ lùng, phước hạnh mà Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac, Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu tuổi có tuổi vẫn còn sinh con cái được, vì người tin rằng đấng đã hứa cho mình là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một mình người lại là người già yếu mà sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời và như cát dưới biển, không thể đếm được. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay hãy nhờ ơn Chúa mở lòng ra, dùng đức tin mình để trở thành người mẹ của nhiều đứa con thuộc linh. Bao nhiêu người khao khát rằng chúng ta sẽ trở thành những con người kết quả cho nhà của Chúa trong những ngày tới. Chúa muốn kêu gọi chúng ta rằng đã đến với Chúa thì phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Tin, cái đức tin chúng ta rất là quan trọng. Đức tin chúng ta rất là quan trọng.
chúng ta đừng có nghi ngờ. Cảm ơn Chúa. Tôi xin đọc tiếp tục lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 11 câu số 13. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, nhưng xưng mình là khách và bộ hành trên mặt đất. Những kẻ ấy nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm một quê hương. Viết thử họ đã tưởng đến một quê hương mà mình từ đó mà đi ra thì cũng có ngày trở lại. Như người ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài sắm sửa cho họ một thành. Bao nhiêu người tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang sắm sửa cho chúng ta một thành? Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở tốt hơn. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho mình một chỗ tốt hơn. Chúa nói là ta đi, ta sắm sửa cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa ở đâu? Chúa ở thiên đàng. Thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng ở thiên đàng với Chúa. Amen. Cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ có một thành tốt hơn trong những ngày tới. Bởi đức tin, Abraham đã dâng Isaac khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa. Cảm ơn Chúa, dâng con một mình là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: ấy là bởi Isaac mà người sẽ có một dòng dõi lấy tên người mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ kẻ chết mà người gọi được con mình. Bởi đức tin Isaac chúc phúc cho Jacob và Esau những việc hầu đến. Bởi đức tin Jacob lúc gần chết chúc phúc cho hai con của Joseph và nương trên gậy mình mà lại. Bởi đức tin Joseph lúc qua đời là nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền về hài cốt mình. Cảm ơn Chúa. Đức tin sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức tin sẽ giúp đỡ cho chúng ta ăn được gia tài. Đức tin để giúp cho chúng ta biến những sự không có thành như đã có. Đức tin sẽ làm cho chúng ta làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Amen. Buổi tối hôm nay tôi muốn chia sẻ về đức tin. Và Chúa Giêsu Ngài đã phán rằng: phước cho những kẻ không thấy mà tin. Một lần nữa, bao nhiêu người buổi tối hôm nay quyết định rằng con chưa thấy, nhưng con quyết định rằng con sẽ tin. Bao nhiêu người quyết định rằng con sẽ tin những điều Chúa sẽ làm cho con trong những ngày tới. Ngay trong giờ này, Chúa muốn ban phước cho quý vị. Và Chúa muốn ban phước trên đời sống của tôi. Chúa muốn ban phước cho gia đình của quý vị. Chúa muốn làm cho những điều tốt lành, trọn vẹn, đẹp đẽ như chương trình của Ngài được hình thành trên mỗi gia đình của chúng ta. Hãy nhờ ơn Chúa mà đón nhận đức tin siêu nhiên từ nơi Ngài buổi tối hôm nay. Tôi cảm ơn Chúa. Khi mà tôi mới có tin Chúa, đời sống cũng còn chưa biết gì cả, nhưng con tin rằng con sẽ là người khỏe mạnh. Và tạ ơn Chúa, con tin chắc là Chúa chữa lành cho con, và Chúa đã chữa lành cho tôi. Và tôi tin chắc là tôi là người khỏe mạnh, thì tạ ơn Chúa tôi đã được khỏe mạnh. Và con tin chắc rằng con sẽ trở thành người Chúa. Mà lúc bây giờ tôi còn nói tiếng Quảng Nam khó hiểu lắm. Và tôi trình độ tôi còn thấp, cho nên tôi nghĩ rằng còn yếu lắm. Nhưng mà con tin chắc là Ngài sẽ sử dụng con trở thành người hầu vì Chúa. Con tin vào điều đó. Con không biết cách nào đó, nhưng mà Chúa ơi, Ngài có thể làm điều đó cho con. Và tạ ơn Chúa, tôi đã tin rằng Chúa sẽ tha tội cho tôi. Chúa sẽ cứu rỗi con. Và Chúa sẽ dùng con trong những ngày tới. Và tạ ơn Chúa, Chúa đã dùng đời sống của con. Tạ ơn Chúa. Tôi cũng tin chắc rằng Chúa ơi, Ngài bảo con rằng: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lãnh được quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Con tin chắc rằng Chúa ơi, bây giờ Đức Thánh Linh của Ngài đã giáng lên con rồi, con sẽ trở thành người hầu về Đức Chúa Trời. Con sẽ nhờ ơn Chúa mà con sẽ đi khắp mọi nơi. Tạ ơn Chúa, tôi đi khắp đất nước Việt Nam. Chúa cho tôi qua tới bên Lào, Chúa cho tôi qua tới Campuchia, Chúa cho tôi qua tới bên Thái Lan, Chúa cho tôi đi qua tới Singapore. Và con tin chắc là Chúa sẽ cho con đi cùng khắp mọi nơi trên trái đất. Và Chúa cũng cho tôi được đi qua bên Mỹ, đi qua Hàn Quốc, đi qua Israel, đi qua tới với Mexico.
và nhân danh Chúa Giêsu buổi tối hôm nay, tôi cũng tin chắc là Chúa cũng sẽ làm lạ lùng cho những người nào tin lời của Ngài buổi tối hôm nay. Hãy tin rằng Chúa sẽ làm điều lạ lùng trên đời sống của chúng ta. Chúa sẽ làm những sự lạ lùng trên mỗi đời sống của chúng ta. Đừng có đức tin mà nghi ngờ giống như Thô-ma. Hãy có đức tin trọn vẹn như Chúa muốn chúng ta cần phải tin Ngài vậy. Amen. Chúa ban phước cho mọi người. Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng ta hãy có đức tin nơi Chúa. Bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày Thánh Nhật. Chúa ban phước cho chúng ta. Ngày mai lúc khoảng 9 giờ tôi cũng tiếp tục chia sẻ lời của Chúa trên trang mạng YouTube, Facebook của tôi. Nếu ai có lòng khao khát thì có thể tham gia vào sáng mai. Chúa ban phước cho mọi người. Amen. Cảm ơn Chúa. Độ 8 rưỡi 9 giờ thì tôi sẽ chia sẻ. Sáng mai thì cũng có một ít người đến Hội Thánh Salon ca hát thờ phượng Chúa, cầu nguyện xong xuôi thì bắt đầu sau giờ thờ phượng thì tôi chia sẻ lời của Chúa. Chúa ban phước cho mọi người. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện nha. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Mặc dù các cánh cửa của các môn đồ đã đóng lại, nhưng mà lòng nhân từ của Chúa đã đi những cánh cửa đó và Ngài đã đến với các môn đồ. Thì trong giờ này con cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng đi xuyên qua mỗi cuộc đời của chúng con, đi xuyên qua tất cả những sự sợ hãi, đi xuyên qua tất cả những sự vô tính, đi xuyên qua tất cả những cái sự mà thổ phận của chúng con. Xin Ngài bước vào để Ngài thay đổi mỗi cuộc đời chúng con buổi tối hôm nay. Và Chúa ơi, có người nào đang bị bất an buổi tối hôm nay, con cầu nguyện ở trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Ngài đến Ngài ban bình an cho anh em con ngay trong giờ này. Những con người nào đang ở trong sự sợ hãi, lạy Chúa Giêsu ngay trong giờ này đến tan sự sợ hãi cho anh em con. Ban cho anh em con tin chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên đời sống của mỗi người trong chúng con. Ngài không để cho chúng con ở trong sự sợ hãi, Ngài không để chúng con trong sự chết mất, Ngài không để chúng con trong sự mà trói buộc, nhưng Ngài sẽ cho chúng con được tự do ở trong danh của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Những danh Chúa Giêsu Christ buổi tối hôm nay con cầu nguyện cho hết thảy những người đang nghe của chương trình buổi tối hôm nay. Trên đời sống anh em con có cái lĩnh vực nào mà ở trong cái sự trói buộc, ở trong sự sợ hãi, ở trong sự thiếu thốn, ở trong sự bệnh tật, ở trong sự tổn thương, ở trong sự mệt mỏi, ở trong sự bỏ cuộc, thì ngay trong giờ này Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài chạm đến anh em con, vực anh em con dậy, giải quyết nan đề cho anh em con và đưa anh em con đến cái chỗ mà kinh nghiệm một cách tươi mới từ nơi Ngài. Con tạ ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu buổi tối nay, ai là người vô tính, con cầu nguyện ở trong danh Chúa Giêsu đẩy cái sự vô tính ra khỏi anh em con, đẩy tất cả những sự vô tính ra khỏi mỗi anh em con và ban cho anh em con có đức tin trọn vẹn ở trong Ngài. Con tạ ơn Cha. Xin Ngài giấu tất cả anh em con trong dòng huyết của Chúa, để cho anh em con được vững vàng trong tình yêu của Ngài, để anh em con có thể được đứng vững ở trong tình yêu của Chúa và đắc thắng tất cả mọi sự nản lòng, nản chí, và anh em con được vững vàng trong tình yêu của Ngài. Con tạ ơn Cha. Con dâng mỗi người chúng con trong tay của Chúa. Ngài ban cho chúng con có một giấc ngủ ngon. Ngày mai chúng con tiếp tục thờ phượng Ngài nữa. Con tạ ơn Cha. Chúng con hết lòng biết ơn Chúa. Chúng con hiệp chung nhau và cầu nguyện ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúa ban phước cho mọi người. Chúa ban phước cho mọi người. Chúa giúp cho mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúa giúp cho mọi người được bình an trong tình yêu của Chúa. Amen. Chào mọi người nha. Chào mọi người trong tình yêu của Chúa Giêsu. Buổi tối hôm nay mạng internet bị yếu và làm cho chúng ta bị gián đoạn nhiều thứ, và làm cho chúng tôi chia sẻ nó cũng không có được trôi chảy, không được ngọt ngào. Mong anh chị em cũng thông cảm. Và tôi cầu nguyện trong những ngày tới tôi có thể nâng cấp internet lên mạnh hơn, để rồi đường truyền nó sẽ tốt hơn trong những ngày tới. Và tôi cầu nguyện cho anh em buổi tối hôm nay trong tình thương của Chúa. Bởi vì cũng như cái người thợ nấu, cũng có lúc thì nấu ăn rất là ngon. Bởi vì hôm đó là ví dụ như là mọi chuyện nó được suôn sẻ, thức ăn nó được tươi thì người thợ nấu ăn rất là ngon. Chúng ta hãy vui mừng trong buổi ăn tiệc ngon đó. Nhưng mà một lý do nào đó và làm cho cái buổi tiệc nó không được ngon vì thợ nấu không được ngon, thì chúng ta cũng vui vẻ, không sao một buổi. Cho nên tôi có một cái cảm nhận rằng cái buổi tối hôm nay
Vì buổi trưa hôm nay thì con trai tôi nó đi mua một cái cây, cái đèn để nó làm chương trình. Con trai tôi là mục đích là muốn làm cho nó tốt hơn và làm cho trịnh trọng hơn, và tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng vì cái công cụ mới quá, tôi còn nhiều bỡ ngỡ và cũng giấu tay nó không tới, rồi nhìn nó cũng không có được rõ như lúc trước, rồi mạng internet thì bị yếu, nhiều điều nó xảy ra, cho đâm ra thì buổi tối hôm nay nó chưa có được trộn vẹn lắm. Mong anh chị em thông cảm, Chúa ban phước cho anh chị em, Chúa giúp đỡ cho anh chị em, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho chương trình của chúng ta trong những ngày tới tốt hơn. Chúa ở cùng anh chị em nhé. Amen. Chào anh chị em. Bye bye anh chị em. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.